Kênh Đất Qua Điện Tài Đại Sông Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là thuộc xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hướng này là anh chị đi ra chợ Láng Dài, quốc lộ 15, nhà thờ đi khoảng độ tầm cây rưỡi số ha. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm đây, 2 sào mốt nha quý anh chị. Đó, thì hiện tại là mấy chú này đang làm cái đường vô ha. Đó, thì đường này là mình cặp với cái đường mương nước này luôn nha quý anh chị. Đó, đây đường nước này là nước quanh năm ha, nước tưới quanh năm luôn. Đó, anh chị cái kéo điện vô bắt cái bơm nước là vô rồi. Đó, đây là cái cầu để qua cái đường mương nước này. Đó, đi thẳng vào trong ha. Thì cái đường này là rộng 4 mét nha quý anh chị. Đó, rộng khoảng độ 4 mét ha. Thì từ cái đường nhựa này mình đi vào là đi khoảng độ tầm em đang đi bộ vô này. Đó, đi khoảng độ tầm 70 mét thôi ha. Đó, là tới miếng đất của mình rồi. Thì đường này là đường ô tô vô thoải mái nha quý anh chị. Đó, giờ chỉ có lót đá, đổ đá vô là đi thôi. Đó, quay vô cho quý anh chị xem luôn ha. Đó, mương nước đây. Mương nước này là nước chảy qua năm luôn quý anh chị ha. Nên là mình có nước tưới đầy đủ ha. Đó, à, 2 sào mà giá siêu rẻ luôn nha quý anh chị. À, thì cái này là hôm qua là có cái mấy đứa bạn nó quay lên, nó đăng lên nhưng mà giá nó bị sai giá quý anh chị ha. À, đây là ông chủ, đây là chính chủ luôn, bán giá là chính chủ là 820 triệu nha quý anh chị, 820 triệu ha. Đây, à, giống như bên này nè. À, người ta để cái bơm nước, người ta bơm nước vô trong mía trong rồi đó ha. Ở đây là dân cư cũng san sát hết nha quý anh chị. À, bờ phía sau này là có cái nhà đây nè. À, là còn mình cách cái đường nhựa khoảng độ tầm 50 mét thôi ha, là không phải cái đường nhựa hồi nãy nha quý anh chị. À, chút nữa em sẽ quay ra cái đường nhựa cho quý anh chị xem. À, bên đây là nguyên một cái rừng chuối luôn ha. À, đây là cũng nhà vườn của người ta quý anh chị ha. Ở đây là nửa điện nước đầy đủ hết nha quý anh chị. À, cái này là thích hợp làm nhà vườn rồi, anh chị nào mà thích trồng cây ăn trái thì quá tuyệt vời luôn. À, tại vì đất ở đây là cực kỳ tốt quý anh chị ha. À, từ đây anh chị đi ra quốc lộ 55 chợ Láng Dài đi khoảng độ tầm cây rưỡi số quý anh chị ha. À, khoảng độ tầm 2 cây đổ lại nha quý anh chị. À, tại chợ Láng Dài rồi. À, là cái con đường quý anh chị ha. Đó, con đường. Đó, đất mình là phía bên đây nha quý anh chị. À, phía bên đây ha. À, bên này là mía này, mía đây ha, mía người ta trồng mía đây nha quý anh chị. À, mía này là trồng để là ép nước mía chứ không phải là làm đường quý anh chị ha. À, để ép bán mía cây nha quý anh chị. À, bên kia là nhà dân kìa. Nhà dân đây. Đó, mấy cái nhà này là đối diện ra đường nhựa luôn. Đó, đối diện ra đường nhựa luôn nha quý anh chị. Đất mình đây. Đó, chính xác cái này là đất của mình đây quý anh chị. Từ đây, từ cái ranh đây ha. Đó, qua này. Đó, sâu thẳng vô trong nha quý anh chị. Cái này là hồi xưa dân này trồng đậu bắp quý anh chị ha. Bây giờ hết mùa rồi, đây dưới này này. Đó, mình đây ra đây khoảng độ tầm 100 mét, à 100 mét nha quý anh chị, ra đường nhựa ha. Đó, rồi rất chi là rẻ quý anh chị ha. Lô này anh chị nào mà thích hợp làm nhà vườn thứ là quá chi ok luôn. Đó, bên đây chỉ cách một lô đất đây là tới đường nhựa rồi. Đó, đường nhựa đây nha quý anh chị. Đó, mặt cái nhà này là đường nhựa rồi ha. Cái này diện tích là ngang 11 mét, 11,5 quý anh chị ha. Sâu giờ là 125 nhưng mà nở bụng ra nha quý anh chị, là thành ra là 2 sào ha. Đó, phía sau là nở hậu là gần 14 mét quý anh chị ha. Đó, cái này là cái bụng nó nở ra nha quý anh chị. À, chút nữa em đưa cái sơ đồ vị trí cho quý anh chị xem ha. Đó, chính chủ bán luôn. Dạ,
không có bớt, biết vậy đó. À không bớt hả chú? Tới mùa không có bớt, bớt vậy. Dạ dạ, dạ. Đúng là cứ giờ cứ rao 852 bớt 20 là 800 là chốt chú ha. Dạ dạ. Đường nước các thứ này. Đường này ra chợ lắng dài. À, đây là sơ đồ vị trí nha ha. À, quy hoạch thì đất mình là đất cây hàng năm khác nha quý anh chị. À, diện tích là 2092 mét vuông ha. À, sâu là 129 mét mà nở bụng anh chị ha. Thì mới ra được là hơn 22 sào nha quý anh chị. À, cái này là cái trích trục sơ đồ vị trí nè. À, cái này mình đã có sổ sẵn rồi, ra là sang tên công chứng thôi quý anh chị ha. Anh chị cứ liên hệ cho em gửi sổ ha. À, đây là vị trí quý anh chị ha. À, thì anh chị thấy là trên Google Maps là mình đây khu đây là cũng dân cư san sát hết luôn nha quý anh chị. Thì miếng đất mình nằm đây ha. À, miếng đất nằm đây nè. À, ra thì chỉ cách chưa tới 50 mét là tới con đường này rồi nha quý anh chị, đường nhựa đây ha. Thì em quay là từ con đường này đi vào này. À, từ đường phía này đi vào nha quý anh chị ha. À, bên này có cái xưởng lớn nè. À, nhà dân đây ha. À. À, đây nhà dân trong này rất là nhiều quý anh chị ha. À, rồi từ vị trí này anh chị đi ra đây là ra đưa chợ Lắng Dài này, nhà thờ đây ha, à, quốc lộ 55 đây nha quý anh chị. À, rồi từ đây anh chị đi về biển Hồ Tràm, đi khoảng độ tầm 20 km ha là tới biển Hồ Tràm rồi. À, rồi cách biển Lộc An khoảng độ tầm 15 km nha quý anh chị ha. À, cách thị trấn Đất Đỏ khoảng độ tầm 10 km nha quý anh chị. Rồi cách khu công nghiệp Đất Đỏ đây ha, thì khoảng độ 5 km thôi tới khu công nghiệp Đất Đỏ rồi quý vị ha. Rồi anh chị nào mà quan tâm cái hai sào này thì liên hệ cho em nha. À, giá hiện tại là chủ bán là chốt luôn là 800 nha quý vị, còn chủ báo em là rao 820 ha, nhưng mà chủ nói là rồi dứt khoát là chốt 820 thì chốt 800. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em ha, tới làm việc trực tiếp với chủ nha quý vị. Rồi.